Bên bác hộ, bên bác hộ. Em biết. Trời ơi, sao ăn em bốc giỏi vậy trời. Từ từ thôi. Trời ơi, xinh như thế mà. Nhớ không đổ ra đâu. Đây, đây, đây. Thế xem đi. Wow. Ôi, có hình luôn cả những chú cô búp bê Nga này. Đâu? Ai nhìn này. Biết cái gì không mà giật? Biết không? Ngồi đây chị cho mà xem nhá. Bố chị vừa đi công tác về đây. Nhưng mà cho em bóc đi. Em biết đây là cái gì không? Đây là sô-cô-la đây, của Nga đây. Hình những cô gái Nga này. Em gái, ừ sao cô gái Nga xinh nhá. À chị biết vì sao các cô này xinh rồi. Vì sao không? Ăn sô-cô-la này nhiều lên xinh. Bóc đi chị em mình ăn cho chị em mình nó xinh. Biết bác không? Biết bác không? Em biết. Trời ơi, sao ăn em bốc giỏi vậy trời? Từ từ thôi. Trời ơi, cô ấy xinh như thế mà. Nhớ không đổ ra đâu. Đây, đây, đây. Đây, xem đi. Wow. Ôi, có hình luôn cả những chú cô búp bê Nga này. Mũi nhiều thế. Wow. Nhiều nhỉ? Ô, mà xua. Có hình luôn như kiểu con búp bê này. Đây này, chúng mình vừa ăn vừa chơi được đúng không? À, bây giờ em sẽ đếm nhá. Ừ, em đếm xem còn có mấy một hộp mới được có mấy cái nào. 7. 7 á? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. 8. Thấy chưa? Còn bây giờ chị em mình ăn thử không? Chơi. Ôi nhưng mà đẹp thế này ăn có phí không nhỉ? Không phí đâu, hôm nay mua cho mình. Kinh thế. Sô-cô-la xịn đấy, không phải mua lúc nào cũng có đâu. Hay là thôi, nhưng mà ngon lắm, mình ăn thử không? Trời ơi, một cô búp bê Nga này. Trời ơi, không ăn. Nhớ cái lần trước ấy, em cho chị ăn, chị không biết ăn. Về sau chị tập ăn, bây giờ chị ăn được rồi. Chị ơi. Một cô búp bê này. Ờ, cái này không có mặt, người ta chỉ làm cái khuôn thôi đúng không? Ăn thử nhá. Chị ăn thử. Ồ, đường sữa. Ngon tuyệt luôn, bên trong một con nhân này. Cắn được không? Cắn được, ngon hơn sô-cô-la hôm trước của em, hôm trước của em hơi đắng. Không, ta không cho ăn sô-cô-la này. Sô-cô-la này có đắng đi đâu? À, nhìn này. Yêu ơi, ngon thế. Ngon thật. À, để cho mấy người. Ngon. Ăn này, ngon nhau. Mật ong. Mật ong ấy chứ. Đây là sô-cô-la tươi. Ngon quá. Đây. Đây. Đây làm gì ấy? Cho em hai cái. Còn chỗ này mình mang sang nhà bạn Tí chơi đi. Hôm trước các bạn ấy có bánh bạn cho bọn mình ăn đấy. Bạn Tí. Bạn Tí, nhà bạn Tí ở cạnh nhà em ấy. Học cùng lớp với mình ấy. Không. Không. Nhà bạn Khánh Quân về với nhà em. Khánh Quân à? Ừ. Nhưng mà đây là nhà của bạn là Tí. À lớp bạn đây là Khánh Quân rồi. Không. Bạn chơi thân với em rồi. Hôm nào cũng ôm nhau. Thế chính vì chơi thân với em mới chơi với chị. Nhưng mà giờ thằng trời cho bạn ăn cùng nó vui được không? Xin chào tất cả các bạn, các bạn xem ủng hộ mình và subscribe cho mình nhé.